Thưa quý vị và bà con, vừa rồi là những sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nông nghiệp dược liệu Thuần Dương ở ấp 5 xã Hòa Hội huyện Xuyên Mộc. Vậy thì cái quy trình để chế biến ra những sản phẩm này như thế nào, có gì đặc biệt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Gắn kết nhà nông ngày hôm nay quý vị và bà con nha. Anh Hường ơi, vậy thì ý tưởng nào mà giúp anh quyết định là sẽ xây dựng cái mô hình khép kín là từ trồng rồi chế biến rồi kinh doanh những cái sản phẩm từ nghệ luôn ạ? Ý tưởng của anh thì muốn tạo thành một cái chuỗi sản phẩm từ cái khâu trồng bằng phương pháp sạch rồi chế biến và đưa cung cấp cho người tiêu dùng, thì đó là một cái chuỗi sản phẩm để mà đảm bảo về chất lượng an toàn thực phẩm. Thứ hai nữa là ổn định về giá cả thị trường, vừa cho có lợi cho người sản xuất cũng như là người tiêu dùng. Vậy là mình sẽ chủ động từ cái khâu ban đầu là trồng nghệ luôn anh Thuần ha. Vậy thì không biết là ở đây thì mình trồng nghệ ở cái khu vực nào vậy anh Thuần? Anh trồng cách đây khoảng 4 cây số. Sẵn hôm nay là cũng đang thu hoạch nghệ, trong đó mời em ra cái vườn nghệ để tham quan cái vườn anh đang thu hoạch. Dạ, rồi mình đi anh Thuần ha. Cây nghệ còn có tên gọi là khương hoàng, thuộc họ gừng, nhóm thân thảo lâu năm, bộ phận sử dụng chính là củ. Củ nghệ có chứa chất curcumin là chính, có vị hơi cay nóng, hơi đắng, được sử dụng làm dược liệu. Cây nghệ xuất hiện nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nghệ thường được dùng làm gia vị trong các món ăn, cũng như được dùng nhiều trong việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Giới thiệu với Minh Thư, đây là cái vườn nghệ của mình hôm nay thu hoạch. Thì mấy chị đang hỗ trợ mình là cắt cái rễ và cái lá để gom đem về nhà xưởng chế biến. Vậy em có thể phụ mấy chị một tay được không anh? À, mời em. Dạ, em xin phép phụ mọi người một tay nha. Dạ. Anh Thuần ơi, vậy là ở đây diện tích trồng nghệ của mình là khoảng bao nhiêu ạ? Ở đây là năm nay trồng 8 hecta. Thế thì mình thu hoạch hết thì sản lượng sẽ khoảng bao nhiêu anh ha? Sản lượng bình thường thì mấy năm trước thì nó cao hơn, nhưng năm nay thấp lắm. Năm nay được khoảng 40 tấn à. Cho nên cái lượng nghệ năm nay nó không có đạt sản lượng lắm, do cái thời tiết nó không có thuận. Vậy anh Thuần ơi, vậy thì theo anh á, để mình trồng cái nghệ dược liệu này thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất ạ? Cái quan trọng nhất là phải làm sạch, tại vì nó là tính dược liệu, cho nên là anh trồng theo cái mô hình là khép kín. Thứ nhất là mình vừa là bón vi sinh, không sử dụng các cái loại thuốc hóa chất trên nó để đảm bảo được cái dược liệu nó an toàn nhất cho người tiêu dùng. Dạ. Ở đây mình trồng bao nhiêu loại nghệ vậy anh? Đây anh trồng có hai loại, loại nghệ đỏ và loại nghệ đen. Anh Thuần ơi, vậy thì mình nhìn bên ngoài mình có thể phân biệt được cái nghệ đỏ và nghệ đen không anh? Được chứ, cái nghệ đỏ thì nó có cái màu, bẻ nó ra nó có cái màu đỏ, gần giống như củ cà rốt vậy đó. Dạ. Đây là cái nghệ đỏ. Còn cái nghệ đen thì nó có màu khác, nghệ đen thì nó có màu xanh sậm. Dạ. Nó khác nhau. Dạ. Ngoài này thì nó có hơi vàng vàng nhạt nhạt. Anh Thuần cho biết cây nghệ khá dễ trồng. Tuy nhiên, để sản xuất nghệ với những quy mô lớn thì cần phải có những kỹ thuật trồng và chăm sóc bài bản để đạt được năng suất chất lượng cao. Cây nghệ phù hợp với khí hậu ôn hòa, đất ẩm và có nhu cầu lượng nước cao nên thích hợp nhất là trồng vào đầu mùa mưa. Cây nghệ phù hợp trồng ở những vùng đất pha cát có khả năng thoát nước cao, giàu chất dinh dưỡng. Trên mỗi luống có thể trồng từ 3 đến 4 hàng dài, trồng theo kiểu nanh sấu để tăng không gian cho cây phát triển. Cây cách cây 20 đến 25 cm, hàng cách hàng khoảng 25 đến 30 cm. Vì nghệ là cây dược liệu nên bà con chỉ nên sử dụng phân bón hữu cơ nhằm đảm bảo an toàn và tăng độ tơi xốp cho cây.
cần tưới nước, làm cỏ, vun gốc khi cần thiết. Do cây nghệ là cây dược liệu và củ nghệ có một mùi hương không mấy dễ chịu nên hầu như không bị các loại sâu bệnh tấn công. Đây cũng là một trong những ưu điểm của cây nghệ. Thường thì trồng nghệ khoảng 8 đến 9 tháng là có thể thu hoạch. Anh Thuận ơi, sau khi mà mình làm xong những cái bước này là mình thu hoạch xong rồi mình đem về nhà thì những cái bước tiếp theo mình phải làm như thế nào thì nó mới ra được những cái thành phẩm à? Sau khi nghề thu hoạch đem về thì đưa vào xưởng, rửa sạch, rồi xay, xay xong rồi lọc, lọc xong rồi lắng, lấy tinh bột, sấy khô. Sấy khô rồi xay mình lại rồi mới đóng gói. Anh chia sẻ thì phía sau còn rất là nhiều những cái công đoạn khác nữa. Chắc là phải nhờ anh dẫn em về nhà để tận mắt xem những cái công đoạn đó mới biết được quá. Chứ bây giờ thì em cũng không có hình dung ra được á. Bây giờ mời Minh Thư về tham quan nhà xưởng của anh để xem cái mô hình chế biến tinh bột nghệ của anh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nông nghiệp dược liệu Thuần Dương chuyên chiết xuất tinh bột nghệ từ nguyên liệu nghệ tươi cao cấp, được trồng và quản lý một cách nghiêm ngặt theo quy trình nông nghiệp sạch trên dây chuyền thiết bị hiện đại. Bên cạnh việc đảm bảo hàm lượng các hoạt chất quý như curcumin trong sản phẩm, các yếu tố kim loại nặng và khoáng độc đều được loại bỏ và kiểm soát với tỷ lệ cho phép theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đem lại sự yên tâm, sức khỏe cũng như sự hài lòng của khách hàng. Anh Thuận ơi, đây đã là cái khâu cuối cùng chưa vậy anh Thuận? Cái khâu này là khâu cuối cùng của chế biến tinh bột nghệ. Sau khi mình chế biến hoàn thành là mình sẽ đóng gói và dán nhãn. Yeah. Với cái tinh bột nghệ này thì mình mua về là mình pha với nước dùng hay là như thế nào ạ? Đây là được khử khuẩn sạch rồi thì mình cứ pha với nước ấm khoảng 50 độ C. Mỗi lần uống là khoảng 2 muỗng cà phê. Yeah. Và mật ong thì tùy thích, có thể là mình pha ngọt hơn hoặc là lạt lại. Hoặc là không uống mật ong cũng được, nó cái vị đắng nó đã bị loại bỏ, cái mũ của nó là bị loại bỏ, còn lại cái tinh bột của nó. Ở công ty mình còn có thêm một cái sản phẩm nữa, đó là nghệ vo viên với lại pha với lại mật ong á. Vậy thì mật ong là công ty mình lấy ở đâu ạ? Mật ong thì có một cái người em họ nuôi ong ở cái vùng này, vùng này cũng rừng rất là nhiều cho nên là ong rất là mật rất là tốt. Riêng cái bột nghệ đen thì nó mặn hơn bột nghệ đỏ. Tuy nhiên là bột nghệ đỏ thì nó có tính bổ máu và bột nghệ đen nó có tính phá huyết. Ví dụ những người mà không được uống nghệ đen là đặc biệt là những phụ nữ đang hành kinh là không được uống nghệ đen. Phụ nữ đang mang thai là tuyệt đối không được uống nghệ đen. Rồi những người mà bị viêm loét dài dài là không được uống nghệ đen. Trừ trường hợp mà khi họ uống điều trị Tây y nó đỡ rồi thì lúc đó là nghệ đen nó giữ được rất là tốt. Nghệ đen thì nó mạnh hơn, nó chống các khối u nó mạnh hơn. Thì đó là rồi nghệ đen nó có vì nó có tính phá huyết nên nó làm cho loãng máu. Ví dụ nó giảm mỡ máu, giảm mỡ gan là được. Nó có tính là như vậy cho nên là có cái công dụng nó khác so với cái nghệ đỏ. Yeah. Anh Thuận ơi, em thấy trên thị trường á cũng có rất là nhiều những sản phẩm mà tinh bột nghệ vo viên nhưng mà người ta không có gói như vậy. Vậy thì không biết là vì sao sản phẩm của mình lại được sử dụng giấy bạc để gói vậy anh? Thì nó cũng xuất phát từ cái chất lượng sản phẩm và anh nghiên cứu thì anh mới quyết định gói cái này bằng một cái giấy bạc để bảo vệ nó tốt hơn. Mật ong trộn với nghệ sau khi mà trộn thì nó nhão và sấy khô là nó vỡ. Sấy khô nó vỡ mà bây giờ anh sấy vừa khô là anh gói lại cái này mình bóc ra nó không có vỡ. Nó còn nguyên, còn không là nó vỡ. Nếu không có bột kết dính là nó vỡ. Phải có một cái loại bột gì đó mình làm cho nó kết dính. Như vậy cái viên này là tinh bột nghệ nguyên chất, nó không có tinh bột nghệ ngọt ong, nó không có cái tạp chất khác. Dạ, rồi em xin được cảm ơn anh Thuận rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian chia sẻ cho em và bà con biết về cái quy trình sản xuất những cái sản phẩm từ củ nghệ cũng như là cái mô hình trồng nghệ dược liệu. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Thưa quý vị và bà con, những sản phẩm mang thương hiệu Thuần Dương khá là phong phú. Không những có hình thức đẹp, bắt mắt mà còn thân thiện với môi trường và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng nữa. Và rõ ràng đây là những cái điều kiện cần và đủ để có thể đem lại lòng tin cho người tiêu dùng và cũng là cơ sở để mang những cái sản phẩm thương hiệu Bà Rịa Vũng Tàu và Việt Nam vươn xa hơn nữa.
Và đến đây thì chương trình Gắn kết nhà nông do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.